11, 10 rưỡi, 12 giờ. Mãi làm quá quên cả giờ. Cứ nghĩ là bây giờ tầm 9 giờ, 9 rưỡi. Bụng mới đau đó mới đói meo rồi bây giờ. Ra ngoài đồng xem có cái quả gì ăn cho nó chống cái đói này nhỉ. À đây rồi. Đây rồi. Mày quá. Ui đây rồi. Ui giời, quả này to thế này. Ui giời. Đỡ đói ngay. Vừa mát vậy. Sao có quả nào kiếm thêm quả luôn. Bói không. Tôi nhắc đến rõ chơn. Ui đây này. Quả có. Chuẩn được 3 quả. Về chưa ăn cho đỡ đói. Lâu lắm mới ăn rượu mà. Đây rồi. Có cái thằng nào nó vào ruộng dưa hay sao đây không biết. Đúng rồi, 100% rồi. 100% rồi. Quá, vừa thấy nhoáng cái thấy bóng người vào đây rồi mà không biết là đâu đây, lẩn đâu đây, không biết. Lần này mà bắt được thì ăn đòn to này. Phải có người thảo. Đó. Ủa đúng được, có người thật. Chuồn thật đấy. Nằm mất bên giữa. Nằm mất bên giữa. Đúng. À đây rồi, cái chỗ kín nữa thôi. Thôi cứ an toàn sẵn sách chui đấy ẩn cho an toàn. Ui với tắn con đất thì thôi. Cứ chui ra an toàn. Tranh thủ làm miếng dưa cho đỡ đói. Vẫn nhổm mệt quá. Vừa thấy bóng nhoáng mà cái chạy vào đây mà không biết là lấp liềm đâu mất rồi đây. Chỉ có giúp ở trong cái khu bụi rậm rạp này thôi chứ không còn ở đâu xa nữa. Đâu rồi? Không biết là có lấp liềm lên trên này không đây. Thằng này mà bắt được thì khả năng phải đưa ra pháp luật. Không thể để thế này được. Nạ thật đấy nhỉ. Đuổi mệt như thế mà không thấy đâu cả. Giải quyết nỗi buồn cái đã. Ôi giời. Mưa trời mưa to quá. Mày quá. Ông ấy mưa ông chạy ông không đuổi mình nữa. Quái nạ cái mùi gì mà chăm đến nó khách khai. Hay là tay mình à? Buồn mùi khai thật. Buồn mùi khai thật. Không thể nào chịu được mà không bắt được. Lần sau cái này nữa mà bắt được thì chết rồi. Thôi về, chuồn, ông ấy về rồi. Chuồn. 36 kế là dép vào đây là chuồn là thượng sách. Dạ con ơi. Cuộc sống này quá bon chen, con không thể vùng ngã mẹ à. Vì con đường mà con đã chọn, vì đam mê con phải theo mà. Bưởi giả năm nay ơi, bao nhiêu năm nay mới được mùa quả bưởi này bà. Thấy sai như này, sai lắm bưởi sai như này. Qua cây nào có đến năm nay quả sai, cái này có thu hoạch rồi này, có tiền rồi. Anh Hiệp ơi. Có Hiệp ở đây không kìa? Anh Hiệp ơi. Anh có tiền không? Anh cho em mượn tạm 300. Hôm qua nhỡ rủ anh em đi uống bia, giờ về con vợ em nó đòi, nó mắng ghê, nó chửi ghê quá.
anh có tiền anh cho em mượn tạm không thì về. Ta đéo có, còn xin tướng mời bạn đi uống bia. Ta còn từ hôm mấy ngày này còn chưa cái nào gì ở mồm thế này. Tiền đâu mà cho mày mượn. Thôi anh giúp em nốt lần này thôi. Anh mà không giúp em về còn vợ em nó đánh em tuốt xác ra anh ạ. Em sợ lắm, anh giúp em nốt lần này thôi. Thôi mày đi về đi, anh làm gì có tiền mà cho mày vay mà suốt ngày mày đi uống bia bọt mày được cho anh miếng nào đâu mà tiền thì không có. Đây này mày thấy còn mấy cái tiền lẻ này, đủ tiền mua thuốc làm gì có tiền đâu mà. Thôi mày đi về đây. Ừ, không cho vay thì thôi, em đi về đây. Thằng cha này có tiền mà keo kiệt bổn xín quá. Đã đến cho một vố cho biết tay. Đã thế quà cậu rút ván, cho biết thế nào rồi. Lấy độ, keo kiệt bổn xín à. Kể ra thì cũng tội cho nó nhỉ. Nó đến đây nó nhờ rồi, đến khi mà vợ con ấy, mắng nó ấy, không cho nó về nó ngủ nghe thì cũng mệt. Thì cứ gì gọi nó quay lại để cho nó mượn 300 nhỉ. Thôi cho gọi nó quay lại. Đây, bỏ 300 cho mượn nó quay lại. Nôn ơi, Nôn ơi, vào đây anh cho mượn này. Anh đút túi ở quần này anh không để ý này, nó ở trong túi quần này. Cái này đút quần này anh không để ý, vào đây cho mượn. Đây, cho mượn. Có rồi. Đây này. Đút ở túi quần này anh không để ý. Có tiền rồi, là có tiền rồi, cho em mượn rồi anh ơi. Có tiền rồi, vui quá, có tiền rồi, vui quá.